Xin mời các bạn trở lại với Night View. Lời đầu tiên, mình xin được cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng với mình trong hai cuốn sách của bà Cannon vừa qua. Đầu tiên, đó là cuốn Những Người Bảo Vệ Trái Đất, và vừa rồi gần nhất đó là Ba Làn Sóng Tình Nguyện và Trái Đất Mới. Hy vọng là thông qua những nội dung chia sẻ trong hai cuốn sách này, các bạn sẽ có thêm một góc nhìn nó khác so với thông thường chúng ta được biết, được học từ nhỏ tới giờ. Thực ra ấy, cuộc sống này có nhiều dạng kiến thức mà chúng ta chưa có điều kiện được tiếp nhận. Nhưng may thay, bây giờ công nghệ, mạng Internet và truyền thông phát triển, vậy nên chúng ta có nhiều hơn những cơ hội tiếp cận với nguồn tri thức đó. Và đặc biệt đó là nhiều tri thức cho tới tận bây giờ chúng ta vẫn đặt một dấu hỏi lớn. Và hy vọng những dấu hỏi đó của các bạn cũng như của bản thân mình cũng sẽ được giải đáp phần nào thông qua một tác phẩm khác. Đây là cuốn sách của một nhà ngoại cảm có tên là Sir Rachel. Ông này đã cho ra đời khá nhiều tác phẩm và mình lựa chọn một trong số đó để tiếp tục chia sẻ với các bạn. Đó là cuốn sách Thông Điệp Từ Những Đấng Sáng Tạo. Thì trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ nói qua một chút về cuốn sách này cũng như những điều mà có lẽ cần phải được lưu ý trước để khi đọc ấy chúng ta không bị dội. Bởi vì từ nhỏ tới lớn là chúng ta được học rất nhiều kiến thức theo dạng duy vật biện chứng của nhân loại. Vậy nên ấy, có một dạng kiến thức nào đó, thông tin nào đó mà nó đi ngược lại, thậm chí nó bẻ cong tất cả, mình sẽ cảm giác nó hơi kỳ kỳ. Tuy nhiên, về yếu tố này ấy, thì các bạn có thể mường tượng là bất cứ một cái quan điểm nhận định nào mà mình đưa ra ấy, là nó hình thành trong quá trình mà mình lớn lên, mình chịu ảnh hưởng của nền giáo dục. Tóm lại là nhân sinh quan. Đó là lý do mà chúng ta rất hay cãi nhau về những cái chủ đề như là món phở ngon hay là món hủ tiếu, rồi bún bò ngon hơn vân vân. Thực ra thì cũng chẳng ai đúng mà chẳng ai sai. Đó quan điểm chỉ là cảm nhận của mỗi người thôi. Thì tương tự như vậy, trong các clip của mình ấy, có nhiều bạn sau khi xem xong thì có những cái phản đề. Thực ra cái này rất là dễ hiểu thôi. Bởi vì trong một không thời gian nhất định ấy, rất là khó để có hai cá thể, hai sinh mệnh có cùng một cái trải nghiệm giống nhau. Vậy nên ấy, để họ cùng đồng ý 100% với một cái thông tin hay là quan điểm nào đó là không có. Đó, các bạn cứ nghĩ như vậy thì các bạn sẽ thấy là mọi thứ đều có thể xảy ra. Đầu tiên đó là mình ghi nhận đã, còn việc là mình đồng ý hay là phản bác thì mình sẽ tính sau. Đó, bởi vì bản thân mình cũng có nhiều yếu tố ấy, sau khi đọc những cuốn sách theo chủ đề siêu hình ấy, mình cũng thấy nó kỳ lắm. Nó không thể nào là sự thật được, impossible. Nhưng một thời gian sau mình trải nghiệm trong đời sống hàng ngày, mình đọc thêm nhiều một chút thì mình sẽ hiểu, à, hóa ra ấy, cái câu nói đó, cái trường hợp đó trước đây là mình hiểu chưa có đúng. Và mình hiểu không đúng thì tất nhiên nó sai. Bây giờ mình hiểu tương đối rồi thì thấy nó, à, cũng có lý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một vài dòng trong cuốn sách này của ông Ralph Rachel. Ông nói là trong trường hợp của mình thì năng lượng, tư tưởng hay sự sáng suốt của nhóm các linh hồn, những người mà ông gọi là các đấng sáng tạo, Founders, chia sẻ nhận thức về thực tại của họ, cụ thể hơn là với các khía cạnh cao hơn của sinh mệnh. Những khía cạnh cao hơn này tải thông tin vào trí tuệ cao cấp của ông, giống với quá trình tải một file dữ liệu vào một máy tính cá nhân từ Internet. Tâm trí cao hơn, sau đó tổ chức thông tin theo cách gọi mà chúng ta đề cập là ý thức, diễn giải và sử dụng trong thực tiễn hàng ngày. Về điều này, có lẽ là mình sẽ lấy một vài ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn. Đó là hai ví dụ về hai pháp môn, đó là đạo mẫu. Về cơ bản, đó là một nét truyền thống văn hóa của người Việt từ cổ cho tới nay, đặc biệt phát triển ở khu vực phía Bắc. Và thứ hai là một nhánh tu luyện của Phật giáo, đó là Mật Tông. Thì đầu tiên mình nói về Mật Tông trước nha. Mật Tông ấy thì có hai nhánh, một là Chân Ngôn Thừa và hai là Kim Cương Thừa. Thì Kim Cương Thừa khá là phổ biến tại Việt Nam. Trong đó có một cái tên mà các bạn có lẽ ít nhiều cũng đã nghe qua nếu mà mình thích những cái câu chuyện huyền bí kỳ ảo. Đó là Cố Thượng Tọa Thích Viên Thành. Thì Thượng Tọa Thích Viên Thành, nếu mà các bạn tìm trên Internet ấy, thì sẽ thấy ngay một câu chuyện có liên quan tới việc là thầy Thích Viên Thành.
cố gắng là giải trừ cái bùa ếm trấn yểm ở sông Tô Lịch. Thì đó là câu chuyện rất nổi tiếng. Các bạn có muốn nghe không thì có thể comment phía dưới. Thì nếu mà nhiều bạn quan tâm thì mình sẽ làm một cái clip nói sâu hơn một chút về câu chuyện này. Thực ra nó sẽ hơi khác với những gì mà chúng ta mường tượng. Thì thầy Thích Viên Thành ấy là theo phái Mật Tông, nhưng theo nhánh là Đông Mật, bao gồm là Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc. Thì Mật Tông sẽ có một điểm khá giống với cả đạo mẫu của người Việt. Đó là ở chỗ khi mà chúng ta truyền thụ những cái tinh hoa cho thế hệ tiếp theo, cho đệ tử, thì có một cái phương thức nó rất đặc thù. Nó không phải là khẩu truyền tâm thụ giống như thông thường, mà sẽ là mật khẩu tâm thụ. Nôm na ấy, là khi chúng ta theo tu các môn phái đó ấy, thì mình sẽ không học theo kiểu là mang giấy bút ra rồi ghi đi, hay là sư phụ của mình sẽ ghi cho mình, mà các vị ở trên, tức là những vị thánh tổ hay là những vị giác giả của các môn phái đó ấy, sẽ lựa chọn những cái kiến thức nào, pháp thuật nào, nghi lễ nào mà đệ tử đó đã phù hợp dựa trên cái sự phát triển về tâm tính cũng như cái ngộ thức, thì họ sẽ tải vào não của đệ tử của mình. Đó, một cách rất là tự nhiên. Đâm ra khi mà các bạn hỏi rất nhiều những người mà đã có một thời gian tu tập trong hai môn phái này ấy, họ sẽ chia sẻ với các bạn là có những thứ họ biết là họ biết thôi. Mình biết bởi vì mình biết, chứ mình cũng không biết vì sao mình biết. Thì tương tự với chia sẻ của ông Rachel là ông biết như vậy bởi vì các vị cho ông biết, chứ về cơ bản là ông cũng chả đọc ở đâu cả, cũng chưa từng nghe ai nói về điều này. Rồi, mình tiếp nha. Thì theo ông Rachel, trong các thế giới cao hơn, thời gian là rất khác so với trái đất. Cái điều này ấy, là khoa học của chúng ta đã chứng minh rồi. Cụ thể, đó là khi các bạn ở một cái môi trường mà các bạn không biết được là thời gian nó di biến động thế nào. Cái cụm từ này quen ha, di biến động. Thì ấy, chúng ta, ấy, cái đồng hồ sinh học của mình ấy, nó sẽ sai lệch rất nhiều so với một cái môi trường sống bình thường. Mà cụ thể nhất đó là cái mặt trời. Đó, thường ấy, mình sẽ cảm thụ dựa trên mặt trời. Mình cứ ở một môi trường mà không có mặt trời, không mặt trăng, không biết ngoài kia là cái gì ấy, thì các bạn sẽ có một cái sự khác biệt rất rất rõ nét về cái đồng hồ sinh học. Đó, và cái này ấy, ở trong cuốn Ba Làn Sóng Tình Nguyện, chúng ta đã đề cập tới một cái tuần ngủ đông của người trái đất để mà có một lượng lớn ở mức vĩ mô, đấy, đưa các sinh mệnh đã đạt đủ tiêu chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ, chuyển sang một chiều kích khác. Trở lại với câu chuyện nhá. Ông Rachel nói là có nhiều người nghĩ rằng thông tin nhận được từ những người hướng dẫn tinh thần dưới cả dạng gói và cả trong thời gian thực, trong khi điều này rất khó để giải thích theo các từ ngữ kỹ thuật hiện hành. Chúng ta nghĩ về nó theo cách này nhá. Thông tin đến, đặt vào trong tâm trí cao hơn, sau đó được tổ chức lại, như kiểu là giải mã ấy. Sau đó khi nó được tổ chức lại, ông sẽ đi vào một trạng thái của sự nhất thể, còn gọi là oneness theo tiếng Anh, với nguồn thông tin và được chuyển vào thời gian thực thông qua cái suy nghĩ về cơ bản. Như thế nguồn thông tin đã được sắp xếp lại trước thời gian đó và được biểu hiện ra với tôi một cách đầy đủ trong sự trao quyền. Dữ liệu có thể được xem như là các gói năng lượng thông minh, Intelligent Energy Packets, và ghi lại bằng một cách sử dụng hoặc là bàn phím máy tính. Cái này mình cũng xin chia sẻ một chút với các bạn ấy, là cơ thể con người của mình ấy, nó giống hệt như là một cái bộ PC. Thì mình cũng có mắt nhìn đúng không, giống cái màn hình. Mình có thể tương tác giống cái máy tính, có nghe giống cái loa, có nhiều thứ lắm. Nhưng có một cái, đó là linh hồn, thì các bạn mường tượng đi. Một cái máy tính nhá, nó sẽ có một thứ mà người ta gọi là cái hệ điều hành. Nếu mà các bạn sử dụng máy tính ấy, mà các bạn không có hệ điều hành, các bạn dùng được không? Vẫn dùng được nhá. Các bạn chưa cài các bạn dùng được, nhưng mà nó rất là cơ bản, nó rất là kiểu sinh tồn ấy. Các bạn vào BIOS là xong, đúng không? Người mình cũng vậy. Có những người, những sinh thể tồn tại, ăn, uống, ngủ, nghỉ, nhưng mà bên trong ấy, chưa chắc là đã có linh hồn. Và đó là lý do vì sao ấy, trong tôn giáo, đặc biệt là với các nước phương Tây, Công giáo, Thiên Chúa, thì sẽ có một khái niệm là bán linh hồn cho quỷ dữ. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là, ủa bán linh hồn rồi sao vẫn còn thấy sống? Thì cái sống đó ấy, nó sẽ tương tự giống như vậy.
mình nói tương tự thôi, bởi vì cái phần hồn ấy nó chỉ là một nhánh của tổng hồn thôi. Thì nó mất đi thì sẽ mất ở mức độ nào lại còn tùy thuộc vào những trường hợp cụ thể. Đó, riêng cái chủ đề này nó cực kỳ hay. Tiếp theo ấy là ông Rachel chia sẻ thêm ấy là do khía cạnh thời gian phi tuyến. Nôm na đó là khi mà chúng ta tồn tại ở các thế giới song song thì có khi mình đang nói chuyện với các bạn ở thời điểm này, nhưng mà mình đã hoàn thành xong buổi nói chuyện ở một chiều kích khác. Ở đây ông Rachel có đề cập và nhấn mạnh trái đất là một hành tinh có tự do ý chí. Vì chính sách không can thiệp vốn có trong các hành tinh có tự do ý chí, các sinh mệnh từ các chiều kích cao hơn không được phép can thiệp mạnh vào các vấn đề con người, ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi, để chống lại cái sự hủy diệt mà nó có khả năng lan tỏa từ những chiều kích và các không gian khác, bao gồm cả quy mô của dải ngân hà. Nhưng mà thế này, có những linh hồn không nhân từ cố gắng vi phạm tự do ý chí của con người. Cũng có những sinh mệnh từ các thế giới khá cao đang lờ đi chính sách không can thiệp, và những nhóm này đã gây ra những khó khăn cho sự tiến hóa của loài người trong suốt chiều dài lịch sử trái đất. Ở đây các bạn có thể xem lại một cái clip trong series 3 làn sóng tình nguyện. Thì trong đó có một tập đề cập tới chuyện là có một nhóm người ngoài hành tinh, họ đến trái đất và họ thử nghiệm cái năng lượng mà họ mới tìm ra. Thì cái việc thử nghiệm này họ cũng chả có ác ý gì với cả trái đất hay là con người đâu. Chẳng qua là họ tìm một cái môi trường để thử năng lượng thôi. Ai dè cái năng lượng đấy nó vượt khỏi tầm kiểm soát của họ và gây ra một cái đại thảm họa. Thì cái này ấy, chúng ta cũng cần làm rõ một điều ấy. Giống như là đạo gia ấy, có một cái khẩu quyết, đó là vô cực thì sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, mà tứ tượng sinh bát quái. Ở trong đó ấy, có nói đến một cái chân ngôn thế này, là bản thân ấy không có điều ác mà cũng chẳng có điều thiện. Nôm na đó là các bạn mà để một cái chấm màu đen trên một tờ giấy màu trắng thì các bạn sẽ thấy đó là chấm màu đen. Còn các bạn để cái chấm màu đen đó trên một cái tờ giấy màu đen thì các bạn sẽ không còn thấy màu đen nữa. Có thiện thì sẽ có ác. Nghe có vẻ hơi khó hiểu nhưng mà từ từ chúng ta sẽ làm rõ thêm các bạn nhé. Thực ra nền văn minh phương Đông của mình rất là hay và có nhiều điểm chung với nền văn minh phương Tây. Chẳng qua là ở cái cấp độ thấp ấy thì mình thấy nó khác nhau thôi. Càng lên cao nữa, khi mà các bạn có thêm nhiều cái trải nghiệm rồi, các bạn sẽ thấy là giống nhau y hệt, khác ở cái góc nhìn và cách thể hiện thôi. Ở đây ông Rachel nhấn mạnh một điều ấy, khi mà chúng ta đọc sách, chúng ta nghe hay là quan tâm từ những quan điểm của ông là chúng ta nên hỏi. Bởi vì cái hỏi này ấy, thứ nhất là nó cho thấy chúng ta đang quan tâm tới vấn đề một cách tích cực. Và cái thứ hai ấy, khi mà hỏi ấy, thì chúng ta mới kích hoạt được cái tiềm thức của mình để có thể hấp thụ được cái lượng kiến thức phù hợp và mong muốn. Ở đây ông Rachel có đề cập tới một vài câu hỏi mà ông đã từng nhận được thông qua những độc giả hay là những người quan tâm tới nội dung mà ông chia sẻ. Đầu tiên ấy, đó là liệu những thực thể tinh thần đó có khuyến khích chúng ta sau khi mà lắng nghe thì có phản biện, có xác minh cái độ chính xác hay không, hay là sinh mệnh đó yêu cầu chúng ta là nghe lời hay là tin tưởng một cách tuyệt đối. Đối với những người nhận thông điệp thì chúng ta có được quyền phủ nhận hay là hỏi ngược lại hay không. Cái này thông qua một vài phương thức tín ngưỡng các bạn cũng biết rồi. Thì đối với Công giáo ấy, có một câu nói đó là phước cho những người không thấy mà tin. Thì đối với Phật gia ấy, đặc biệt là quá trình giác ngộ của Ngài Thích Ca ấy, thì lại có một cái chiều hướng khác là Ngài đi giảng và giải thích cho rất nhiều Phật tử về những câu chuyện, về những cái chân lý, chân ngôn. Thì ở đây đúng hết, chả có gì sai cả, nhưng nó sẽ đúng với từng cái cấp độ khác nhau. Mình nói ví dụ, với những người đã có ngộ thức rồi và cái ngộ thức của họ nó mang tới một câu hỏi thiện tâm, thì chắc chắn các ngài sẽ trả lời một cách thấu đáo để chúng ta hiểu. Nhưng mà chúng ta đặt câu hỏi với cái ác ý, cái sự đả kích, hay đơn giản là chúng ta hỏi vì tò mò, vô thưởng vô phạt, thì các bạn ơi, chắc chắn là các bạn sẽ
không nhận được câu trả lời đâu. Bởi vì đó là tự do ý chí của các bạn và tự do ý chí của các sinh mệnh cao tầng. Một câu hỏi nữa nha, là những thông tin đó có thúc đẩy cái quyền tự quyết và hạnh phúc của nhân loại hay thúc đẩy sự tự hy sinh và sự phục tùng? Cái này nó lại liên quan tới câu chuyện là đức tin và niềm tin. Bởi vì có rất nhiều những pháp môn hay là tôn giáo ấy, là họ bảo là cứ đọc kinh nhiều vào, đọc cuốn sách ấy, được phát ấy, là các bạn sẽ được bảo vệ bởi các đấng siêu hình bề trên. Nhưng mà bây giờ các bạn cầm cuốn sách đúng không? Các bạn đứng ra giữa ngã tư, xe chạy ào ào, các bạn tự tin là tôi có cuốn sách trong tay hay là tôi có cái pháp bảo đó trong tay là tôi không sợ chết. Thì các bạn ơi, ô tô nó vẫn đâm các bạn như thường. Đó, đâm ra ấy, cái suy nghĩ của mình ấy, cái tâm tưởng ấy, nó cực kỳ là quan trọng trong việc hấp thụ kiến thức và tiếp nhận những cái thực tế khách quan ở xung quanh chúng ta. Rồi, thêm một câu hỏi nữa là thông điệp được cảm thấy như thế nào? Thông điệp được cảm thấy theo một cách thức rất là tự nhiên. Mình không biết là các bạn đã từng trải qua cái chuyện này chưa, đó là có những cái kiến thức hay là những cái trải nghiệm ấy, khi mà một ai đó đề cập tới, đột nhiên các bạn có thể nói ra được điều đó, giống như là các bạn đã từng trải nghiệm rồi, mặc dù mình biết là mình chưa hề học hay là đọc về cái kiến thức đó. Nó là một cảm giác rất là khoan khoái, rất là thú vị, rất là thích thú luôn ấy. Bởi vì ô, tại sao mình biết vậy? Mà cái kiến thức này hay ghê á. Thường ấy, những kiến thức đó nó rất là phù hợp với cả tính cách cũng như là cái nhân sinh quan của các bạn, và nó kích thích các bạn tìm hiểu kỹ hơn về điều đó. Đó là lý do vì sao ấy, trong hướng nghiệp của nhiều nước phương Tây ấy, là họ rất là trân trọng những khoảnh khắc đó, khi mà con cái của mình ấy, tự nhiên ấy, nó thích một cái ngành nghề, lĩnh vực hay hoạt động nào đó, là họ sẽ cố gắng khuyến khích các bé phát triển cái lĩnh vực đó, bởi vì dường như là các bé được sinh ra để làm những công việc đó, và chúng ta cũng vậy. Tiếp theo, ở trong cuốn Ba làn sóng tình nguyện và Trái đất mới thì các bạn có để ý cái phần cuối là nói về việc là chúng ta sẽ mang thể vật lý của mình và chuyển sang một chiều kích khác. Thì ở trong này cũng có một cái dấu hiệu để chúng ta lưu ý, đó là thân thể của chúng ta. Thực ra để đắc được thân thể con người là một câu chuyện nó rất là phức tạp, thì có lẽ từ từ chúng ta sẽ nói thêm. Thể vật lý của chúng ta là một món quà, và món quà đó thường sẽ không nói dối chúng ta. Nếu các bạn không cảm thấy dễ chịu về một năng lượng cụ thể, thường năng lượng này sẽ được truyền tải qua các thông điệp, thì chắc chắn là nguồn năng lượng đó không phù hợp với bạn. Ở đây là nó có hai ý theo cái cảm thụ của mình thôi nhé. Các bạn mà có cái cảm nhận rõ ràng hơn thì có thể bổ sung giúp mình trong phần comment hoặc là inbox cho mình. Cái sự không phù hợp này nó có hai dạng. Một ấy, là nó không phù hợp nhưng nó vẫn là tích cực. Giống như kiểu là có những người ấy, là họ đã theo Công giáo rồi. Như bạn mình ấy, là cô ấy theo Công giáo rồi, nhưng mà cô ấy thấy Phật giáo có nhiều những cái triết lý, những cái phương thức nó phù hợp hơn với mình đấy, và cách tiếp cận nó thuận hơn với cả suy nghĩ cũng như là cách tư duy của cô ấy. Cô ấy chuyển sang Phật giáo đấy, mình nói ví dụ. Đấy là hai cái đều tích cực nhé. Có một cái nữa, thì bên cạnh những môn phái và giáo phái chính thống thì cũng có những cái nó thuộc về bóng tối, làm những cái điều ác hay là gia tăng nghiệp lực để nâng cao cái sự kiểm soát. Thì nếu mà các bạn có một cái tâm thức nó rõ ràng, nó chân chính rồi ấy, các bạn nghe những giáo lý đó các bạn sẽ thấy nó kỳ ngay à. Mình nói ví dụ nha, các bạn có thể tìm đọc sơ qua cái cuốn là Bí mật của lực hấp dẫn. Ở đó ấy, tác giả này có truyền tải một cái gọi là các bạn hãy khát khao một cái gì đó thì cả vũ trụ sẽ chung tay góp sức để giúp các bạn làm được cái điều mà các bạn đang khát khao. Đó là quyền lực, là danh vọng, là tiền tài, vân vân. Các bạn nghe thấy kỳ không? Mình nghe mình thấy kỳ ngay ấy. Thứ nhất, cái người đó ấy, có phải là người tốt hay không? Và những thứ mà họ truy cầu ấy toàn là những thứ nó rất là dễ làm con người sa đọa. Các bạn để ý mà xem, cứ có tiền nhiều rồi, có quyền lực rồi ấy, con người rất dễ làm những điều khủng khiếp.
Đó là lý do mà thực tế nhá, có rất nhiều gia đình họ ở bên nhau từ những lúc cơ hàn, rồi sau đó làm ra tiền, rồi giàu có, rồi rực mỡ rồi. Thì anh thì kiếm phở, chị thì kiếm nem, đâm ra là gia đình lúc đó tan vỡ. Thà nghèo đi còn hạnh phúc, chứ giàu có rồi thì mỗi người một nơi. Thì đó là một trong những yếu tố mà các bạn có thể dựa vào đó để mình biết là à, mình có nên lắng nghe hay không. Đấy, giống kiểu những điều mà mình chia sẻ với các bạn ấy, các bạn thấy là ồ, nghe nó hơi lạ lạ, nó hơi sai sai, nó chối chối, thì sẽ có hai trường hợp. Một là các bạn để đó, các bạn tìm hiểu xem nó đúng hay sai, hoặc là các bạn chuyển kênh, các bạn tìm một cái clip nào khác phù hợp hơn với mình. Mình khuyến khích điều đó, bởi vì thực ra ấy, mình làm những cái clip này ấy, là cũng để chia sẻ với các bạn thôi. Chứ các bạn ạ, kiếm tiền trên YouTube nó chua lắm. Thà mình ngồi mình thu âm một cái clip hay một cái voice ấy, cho đài truyền hình ấy, nó còn nhàn hơn nhiều. Rồi, tiếp theo nhá. Có một điều quan trọng để tập trung vào nội dung và giá trị của thông điệp là không cần tập trung nhiều vào dạng thức mà thông điệp đó truyền tải tới. Các bạn hẳn đã nghe thành ngữ là nếu các bạn không thích thông điệp thì đừng giết chết người mang thông điệp. Trong trường hợp này, điều quan trọng không phải là các đấng sáng tạo đã đến từ tầng thứ nào, hay họ trông như thế nào, hay thậm chí là họ đến từ hệ thống sao nào, ví dụ như là tròm Lyra hay Vega. Điều quan trọng là chất lượng của thông điệp. Về phần này, các bạn có thể hiểu nôm na, đó là các đấng cao sinh mệnh ấy. Có thể là phương Tây thấy là một thiên thần tỏa sáng, phương Đông là giống như những thần tiên, hay là các vị Phật có mái tóc xoăn xoăn đúng không? Tai thì dài xuống, rồi gương mặt rất là siêu xuất. Thì các bạn có thể tìm một cái clip mình đã làm rồi trong cuốn Ba làn sóng tình nguyện. Thì với các vị ấy, thì việc hiển hiện ấy, nó tùy thuộc vào việc là các vị đó muốn những người tiếp nhận thông điệp ấy, họ không cảm thấy bị sốc, không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy hoài nghi, hay không cảm thấy bị ác cảm, bằng cách là họ hiển hiện ra một cái hình dáng, hình hài nó phù hợp với nhân sinh quan và cái tâm lý của người được nhận thông điệp. Chứ về cơ bản là họ là những thể sinh mệnh vô định hình, giống như tia sáng ấy, nhưng mà tia sáng này chất lượng lắm. Khi đọc cuốn sách này, các bạn sẽ nghe, mình sẽ chia sẻ với các bạn dạng là sách nói. Các bạn hãy luôn luôn tự hỏi mình những câu dưới đây. Những thông tin này có hữu ích trong cuộc sống hàng ngày của các bạn không? Làm sao các bạn có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả? Có thể sử dụng những ý tưởng ở đây để giúp đỡ người khác hay không? Những lời dạy ở đây có giúp bạn trên hành trình linh hồn hay không? Bạn có cảm thấy quyền tự quyết khi áp dụng những công cụ và những kỹ thuật được đưa ra? Và các nội dung ở đây có khuyến khích sự sáng tạo của các bạn hay không? Đây là những câu hỏi rất thiết thực. Bởi vì á, như các bạn đã biết, có được thì có mất. Khi mà các bạn đang lắng nghe mình chia sẻ những cái điều rất viển vông như vậy á, các bạn hoàn toàn có thể tận dụng khoảng thời gian này. Chúng ta ngồi lướt Facebook này, chúng ta ngồi chơi game này, ngồi xem phim. Nhưng các bạn đã bỏ cái khoảng thời gian đó để nghe clip thì nó có đáng hay không? Đấy. Đó, đây là một trong những cái lý do mà một số bạn yêu quý kênh của mình có hỏi là kênh chia sẻ những cái kiến thức như vậy cũng hay đó, nhưng mà sao ít người xem. Bởi vì nhiều khi á, những cái thông tin như vậy nó nhức đầu lắm các bạn. Chỉ có những ai thực sự mà muốn nghe và thích nghe thì mới click vào thôi. Còn bây giờ các bạn thấy trên TikTok này, trên Facebook này, phần lớn là những cái clip lướt qua lướt lại nhanh, mì ăn liền. Mà cũng không được như mì ăn liền cơ. Nó là như kiểu nước giải khát có ga ực cái là xong. Và nó rất là nguy hại. Nguy hại thế nào các bạn có thể comment phía dưới. Nếu mà nhiều bạn quan tâm thì mình mới làm, chứ ít quá thì mình lại tiếp tục với công việc chính là đọc sách. Ông Rachel đề cập thêm, đó là ông có một cái đề xuất khiêm nhường là các bạn đọc khám phá hướng đi khác phù hợp với những câu hỏi này. Khi thời gian của chúng ta trên trái đất có giá trị và tất cả chúng ta đều muốn sử dụng nó một cách hiệu quả nhất, thì cái này là mình giống quan điểm của ông Rachel. Ông có nói là nếu các bạn thấy có một cuốn sách khác hay hơn, hay là những lớp học khác phù hợp hơn, thì xin các bạn cứ tự nhiên. Đúng rồi, bởi vì các bạn ạ,
Có những thứ ấy là nó thuộc về duyên. Cái này lại rất giống với một câu nói của các cụ nhà mình các bạn ạ. Đó là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên đối diện chẳng muốn nhìn. Câu sau mình thêm vào thôi chứ thực ra nó hơi khác. Rồi, nôm na vậy thôi, clip cũng dài rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm và theo dõi. Các bạn có thích cái cách thể hiện nội dung như vậy hay không, hay đơn giản là mình chỉ đọc thôi, thì các bạn cũng có thể comment phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái clip gần nhất. Xin chào. Và nhớ subscribe, like và share nhé. Bởi vì biết đâu mình sẽ có thêm được những người bạn có cùng quan điểm, cùng cái niềm đam mê và hứng thú tìm hiểu. Xin chào.